và thăng 8220, phản công và thăng 8221. 3 giờ sáng, sau khi trốn ra khỏi nhà họ Triệu, Việt Tu Minh chạy điên cuồng suốt cả dọc đường. Trời chợt đổ cơn mưa to, ngoài đường không một bóng người, xung quanh tối om om. Việt Tu Minh đột nhiên phanh gấp, mặt cắt không còn giọt máu. Phía trước là con đường chết. Hắn quay đầu nhìn lại sau lưng dường như có thứ gì đó đang ẩn mình trong màn đêm đen đặc. Đồng tử mắt co lại, lông tơ dựng cả lên. Việt Tu Minh lấy tay lau đi nước mưa trên mí mắt. Đánh bạo nhìn về phía đối diện tối đen. Mấy giây sau, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào. Không đuổi theo nữa rồi. Hắn kiên trì quay về con đường cũ. Bước vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Mắt thấy gian nhà gỗ cũ kỹ bên cạnh để ngỏ cánh cửa. Suy nghĩ một chút nghiêng người tránh vào trong đó nhẹ nhàng đóng cửa lại dựa vào bức tường lạnh lẽo cuối cùng việt tu minh cũng có thể thở phào từng lông tơ kẽ tóc trên người hắn đều đang kêu gào cố hít lấy không khí những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng chảy dài xuống việt tu minh vẫn còn chưa hoàn hồn lại ba hôm trước sau khi hắn chạy trốn khỏi sĩ nữ lâu ngơ ngơ ngác ngác đi trên đường hồi lâu cuối cùng quyết định tới nhà họ triệu tìm tòi thực hư hắn không còn lựa chọn nào khác lần trước hắn bất đắc dĩ nên mới bắt cóc nghiêm kính có thể hiểu về tình có lẽ tạ trì sẽ bỏ qua cho hắn nhưng lần này thì khác việt tu minh biết rõ mặc dù nghiêm kính do hạnh bạch giết nhưng nếu mình không đầy cậu ta cậu ta sẽ không chết và lại tạ trì thông minh như vậy lúc ấy hắn lại quá bối rối để lộ trăm mối sơ hở. Nhất định tạ trì sẽ nghĩ thông chân tướng. Nếu hắn còn ở lại sĩ nữ lâu, có lẽ chỉ có một con đường chết. Ngay cả châu đồng lợi hại như vậy cũng bị tạ trì dày vò chết thê thảm. Huống hồ là hắn, mặc dù hắn tự đại, nhưng cũng biết mình không thể so với châu đồng, cho nên lần này hắn chỉ có thể chiến đấu một mình. Bị tạ trì và lục văn phát hiện ra thì chỉ có một con đường chết. Tới nhà họ triệu. May mắn thăm dò ra được kịch bản. Rời đi sớm một chút. Có lẽ vẫn còn hy vọng sống. Việt Tu Minh và thăng 8220, cầu phú quý trong hiểm nguy và thăng 8221. Cuối cùng vẫn lặng lẽ lẻn vào nhà họ triệu. Hắn đánh ngất xỉu một tên sai vặt. Lấy bộ đồ của tên ấy. Đẩy tên ấy xuống giếng rồi đẩy kín miệng giếng lại. Bản thân mình thì mặc bộ đồ kia lên người sau đó mua đạo cụ thay đổi tướng mạo trở thành tên sai vặt không đáng chú ý kia ngày đầu tiên hắn không bị phát hiện ra tối hôm ấy hắn giả bộ quét rác đột nhiên nghe thấy tiếng triệu nương tử nói chuyện lập tức ẩn thân mình hắn nhìn triệu nương tử dẫn mấy người bộ dạng như đạo sĩ tới nơi đặt quan tài trong tay triệu nương tử còn sách một chiếc đèn việt tu minh từng đóng phim cương thi biết đó là đèn tỏa hồn tỏa hồn khóa hồn hôm nay là cúng tuần tướng công triệu nương tử hồn tướng công nàng trở về chắc hẳn mấy đạo sĩ này định dùng biện pháp đặc biệt thù lấy hồn tướng công triệu nương tử vào trong chiếc đèn tỏa hồn vậy bọn họ tới chỗ đồng giác kim quan làm gì việt tu minh lập tức nghĩ tới mượn cương thi để hoàn hồn người trái tim việt tu minh treo lên cuống họng trong lòng vừa sợ vừa mừng rỡ sợ con cương thi kia được thả ra còn mừng vì nếu hắn phá được kế hoạch mượn cương thi để hoàn hồn của triệu nương tử. Bộ phim sẽ đến hồi kết. Phá hỏng kế hoạch cũng dễ thôi. Chỉ cần hắn đi vào đập nát chiếc đèn tỏa hồn là được rồi. Việt tu minh nghĩ như vậy. Hít sâu mấy hơi, hắn khom người, xuôi theo chân tường tới gần phía bên kia. Trong gian nhà vang lên tiếng nói chuyện và thăng 8220 thiếu nãi nãi thật can đảm. Khí tượng hôm nay hiếm gặp. Hồn của thiếu gia nhập cương thi ắt sẽ thành công, không có chút sai sót nào và thăng 8.221 và thăng 8.220 làm phiền mọi người rồi. Vậy bây giờ bắt đầu chứ và thăng 8.221 và thăng 8.220 khoan đã còn hơn một canh giờ nữa và thăng 8.221. Việt Tu Minh đã tới bên bệ cửa sổ, đang muốn ngước mắt lên nhìn trên ô cửa kính mơ mơ hồ hồ lại đột nhiên xuất hiện một bóng đen bóng đen đứng ngay sau lưng hắn có người đang tới gần sau lưng hắn trái tim việt tu minh như ngừng đập chừng muốn nứt mí mắt hắn ngồi sụp người xuống gượng gạo từ từ quay đầu lại đấy chẳng qua chỉ là một cậu nhóc sai vặt thanh tú mà thôi việt tu minh thả lỏng mình lập tức đi tới bịt miệng cậu ta lại ghé vào tay cậu ta nói dối hỏng giải thích cho hành động của mình. Cậu ta chớp mắt mấy cái với hắn, tỏ ý mình sẽ không phát ra tiếng động. Hai người ngồi xổm dưới bệ cửa sổ. Cậu nhóc sai vặt hỏi hắn, và thăng 8220, triệu nương tử định làm gì vậy, và thăng 8221. Rõ ràng là giọng con trai, nhưng lại có một chút nũng nịu của con gái. Kỳ dị nói không nên lời, khiến Việt Tu Minh hơi dùng mình. Việt Tu Minh nhìn kỹ. Trên gương mặt cậu nhóc kia lại mơ hồ toát lên vẻ phong tình, Việt Tu Minh cảm thấy không ổn, đang định chuồn đi bảo vệ tính mạng, ánh mắt cậu ta đột nhiên lóe lên tia sáng đỏ, đôi mắt đỏ lên đầy yêu dị, thần xui quỷ khiến thế nào mà Việt Tu Minh lại trả lời câu hỏi của cậu ta và thăng 8220 triệu nương tử muốn lấy hồn cương thi ra, để đưa hồn tướng công cô ta vào trong và thăng 8221 Đôi mắt kia lập tức bùng lên lửa giận ngút trời. Một giây sau, gương mặt thanh tú của cậu ta biến thành cái đầu hồ ly bị đập méo. "Là ả à, hồ ly tinh, ả à, ta cũng trà trộn vào đây rồi." Việt Tu Minh không kiềm chế được mà run lên, adrenaline tăng vọt, thầm muốn chạy trốn, nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể nhìn móng hồ ly tóm lấy mình. Việt Tu Minh cứ ngỡ mình chết rồi, không cam lòng và tuyệt vọng mà nhắm nghiền mắt lại. Một giây sau, điện thoại đột nhiên đổ chuông báo. Giám sát diễn viên tạ trì đã nắm được tin tức đạt tiêu chuẩn. Vì lý do kịch bản, tua nhanh thời gian, lập tức bước vào ba ngày sau. Việt tu minh phát hiện ra mình có thể cử động. Choàng mở mắt, không thấy ả hồ ly tinh trước mắt đâu nữa. Một mình hắn ngồi chơi trọi trước cửa. Việt tu minh có một người quản lý có tâm. Biết cơ chế bảo hộ rút ngắn thời gian của áp một khi áp dụng tới rút ngắn thời gian để tránh trong quá trình đó diễn viên bị sát hại ngoài ý muốn không một ai phát hiện ra sự tồn tại của diễn viên trong quá trình rút ngắn thời gian chỉ có dòng thời gian thay đổi đồng nghĩa rằng chỉ khi hắn bắt đầu cử động lại tất cả mới khôi phục như bình thường chính thức bước vào ba ngày sau việt tu minh nhanh chóng nhìn căn phòng trước đó đặt quan tài quan tài đã bị mở ra Bên trong không thấy cương thi, đèn tỏa hồn cũng đã bị mở ra rồi. Xem ra Triệu nương tử đã hoàn thành kế hoạch mượn cương thi hoàn hồn người mà à ta chuẩn bị bấy lâu. Chỉ là không biết hồ ly tinh thế nào, cũng không biết cương thi đã đi đâu, cách đó không xa có tiếng bước chân sột soạt. Việt Tu Minh bị dọa mặt cắt không còn giọt máu, lập tức rẽ vào con đường nhỏ chuẩn bị chạy ra khỏi phủ. Bấy giờ boss cương thi đã nhập hồn người có trí tuệ nhân loại. Đây không phải kẻ hắn có thể ứng phó. Hắn phải mau mau chạy trốn, ở gần đó có tiếng người. Việt tu minh lách mình vào trong căn phòng để tránh né. Hắn quá bối rối, và thăng 8220, bịch và thăng 8221, một tiếng. Dường như đã đụng phải thứ gì. Ngã bổ nhào một cái. Đến khi ngẩng đầu lên, trước mặt là một quan tài đen kịt ván quan tài không có đinh cố định hắn đụng vào một cái thế mà lại hé ván quan tài ra việt tu minh còn tưởng trong đó đựng cương thi bị dọa đến độ hồn bay phách tán hai chân nhũn ra chật vật bò dậy ngước mắt lên nhìn lại thở phào nhẹ nhõm bên trong là một người đàn ông trẻ không hề có dấu hiệu thi biến khắp người thoa sáp nhơn nhớt nhưng vẫn không thể che được dung mạo tiểu tùy anh ta gầy như que củi lặng lẽ nằm trong quan tài giống như một bộ xương cũng may chỉ là một cái xác người việt tu minh khẽ chửi thề một tiếng cảm thấy tốt hơn được đôi chút lúc này cách cổng phủ không bao xa hắn đang định chuồn đi đột nhiên trong đầu lóe lên suy nghĩ lập tức biết được thân phận của người nằm trong quan tài tướng công của triệu nương tử phẩy chấm phẩy chấm vì độ thăm dò kịch bản việt tu minh do dự một chút vẫn mở ván quan tài ra, nhìn cẩn thận thi thể. Dưới lớp sáp, làn da thi thể lờ mờ ngả đen, dường như có gì đó lạ lạ. Bàn tay Việt Tu Minh run rẩy, mở miệng cái xác ra, đến khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt, đôi mắt trợn trừng lên. Trong miệng cái xác, đầu lưỡi đã hoàn toàn thối giữa, miệng đen xì, mùi hôi nồng nặc, xem ra tướng công của triệu nương tử bị hạ độc mà chết việt tu minh đột nhiên nhớ tới kỳ hạn mà đạo trưởng huyền thành từng nhắc tới triệu nương tử cho bọn họ chín ngày để đưa quan tài tới đây nhưng tướng công của ả à lại chết khi họ vận chuyển quan tài mới được nửa đường mặc dù tướng công của ả à bệnh tật dai dẳng nhưng thời gian qua đời lại quá trùng hợp lúc ấy hắn còn bực dọc trong lòng bấy giờ đã hiểu mọi thứ có lẽ triệu nương tử buông tay đánh cực một lần tính được kỳ hạn rồi tự tay giết chết tướng công của mình Ả à, đã không thể chờ đợi, muốn đổi thân thể cho tướng công của mình. Quãng thời gian rằng giặc làm hao mòn, khiến Ả à mất hết lý trí. Đúng dịp ngày hôm ấy ngàn năm hiếm có, xác suất thành công rất cao. Nếu bỏ lỡ, không biết phải đợi bao nhiêu năm nữa. Mà rất có thể trước khi cơ hội đang tới gần, tướng công của triệu nương lại qua đời vì bệnh lao. Triệu nương tử yêu tướng công của mình như vậy, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện này điện thoại không có âm báo. Nhưng Việt Tu Minh khẳng định chắc chắn mình đã thu được độ thăm dò kịch bản. Hắn lấy làm đắc ý. Đang định chạy ra khỏi phủ theo như kế hoạch. Vừa quay đầu lại trông thấy một đôi chân. Đôi chân kia sỏ một đôi giày thêu đẹp đẽ tinh tươm. Vừa kiều diễm lại vừa mang lại không khí may mắn. Việt Tu Minh trợn trừng mắt nhìn. Vẻ mặt cứng ngắc thuận theo bàn chân mà nhìn lên. Đập vào mắt là triệu nương tử đang nở nụ cười nhẹ nhàng, ả à thế mà thần không biết quỷ không hay tiến vào đây. Không có lấy một chút động tĩnh nào, rõ ràng là một người phụ nữ yếu ớt, nhưng không rõ vì sao Việt Tu Minh lại cảm thấy sợ hãi tận xương tùy. Dường như nán lại thêm một giây nữa, hắn chết cũng không có chỗ chôn Việt Tu Minh nhanh chân bỏ chạy, nhưng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện triệu nương tử còn nhanh hơn cả hắn ả à tới ngay bên cạnh cuối con đường đột nhiên xuất hiện mấy bóng người triệu nương tử ở sau lưng liếc mắt thấy họ lập tức thả chậm bước chân trở về làm thiếu nãi nãi yểu điệu ngày thường việt tu minh nhân cơ hội này mà chạy ra khỏi phủ trong gian phòng rách nát yên ắng việt tu minh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập như sấm của mình ngoài trời mưa như chút nước cho bụi bám đầy cửa sổ dần bị nước gột rửa sạch sẽ Giác quan thứ sáu phát huy. Việt tu minh từ từ nghiêng đầu lại. Trông thấy một đôi mắt sáng quắc. Trong đôi mắt kia, trong mắt đảo trái đảo phải. Gương mặt mơ mơ hồ hồ. Đôi mắt càng thêm âm trầm đáng sợ. Gương mặt triệu nương tử dán vào cửa sổ. À đang nhìn vào trong phòng. Việt tu minh càng dán sát vào mặt tường. Chỉ muốn khảm cả người vào đó. Cuối cùng triệu nương tử cũng đi. Việt tu minh đang muốn ngã xuống đất thở hổn hển ngẩng đầu lên lại phát hiện triệu nương tử xuất hiện trong gian phòng. Nở nụ cười dịu dàng về phía hắn. Và thăng 8220 ta tới tìm mi và thăng 8221 triệu nương tử nói. Việt tu minh phá cửa sổ bỏ chạy. Hắn chạy điên cuồng dưới màn mưa xối xả. Cuối con đường, hắn trông thấy tạ trì bung dùng. Trong mắt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ vội chạy nhanh về phía bên này, và thăng 8220, cứu mạng, và thăng 8221. Hắn sợ thì sợ tạ trí, nhưng tạ trì không thể giết hắn ngay được, dù sao diễn viên không thể giết chết diễn viên. Nhưng triệu nương tử sau lưng có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào, ở bên đây nhiều người. Nhất định bọn họ sẽ ra tay giúp hắn. Đến khi đó hắn có thể sống rồi. Tạ trì dừng bước chân nhìn Việt Tu Minh chạy ra từ con hẻm nhỏ khẽ cong khóe môi Việt Tu Minh mừng rỡ kích động đến mức muốn rơi nước mắt Tạ Chỉ đang đợi hắn sao đúng vậy hắn nắm giữ tin tức nhất định Tạ Chỉ muốn phần tin tức này cho nên mới chờ hắn Việt Tu Minh tới gần bấy giờ mới phát hiện có điều gì đó không đúng Lục Văn che riêng một cây dù Tạ Chỉ đang buông cả hai tay ung dung nhìn hắn bên cạnh anh ta có một người nhỏ bé che dù giúp. Việt Tu Minh cảm thấy khó hiểu. Đó là ai vậy? Trong bóng đêm, gương mặt tạ trì trắng toát lạnh lùng. Cả người như phát sáng. Cái người đứng bên cạnh anh lại ẩn mình trong bóng đêm. Cả gương mặt bị che khuất. Không lộ diện một dù chỉ một sợi lông tơ. Nghiêm kính ư, không thể nào. Việt Tu Minh lập tức phủ định đáp án này. Hắn biết rõ nghiêm kính bị thương nặng tới nhường nào. Dù có thể chống đỡ được mấy canh giờ, nhưng kết cục vẫn là phải chết. Cậu ta bị con rối làm tổn thương. Thuốc men cũng vô dụng, nhưng sao lại có thêm người xuất hiện. Những suy nghĩ chạy nhanh trong đầu. Việt tu minh chạy tới đầu con ngõ. Hắn nặn ra nụ cười lấy lòng và thăng 8.220 lục văn. Tạ, tạ trì và thăng 8.230 và thăng 8.221. Tạ chỉ đột nhiên mỉm cười với hắn, và thăng 8220, tôi tới tìm anh, và thăng 8221. Câu nói giống hệt câu mà triệu nương tử nói một phút trước. Nháy mắt gợi lại hồi ức kinh hoàng trong đầu Việt tu minh. Hắn cảm thấy rợn gai ốc, cả người buốt lạnh, và thăng 8220, anh, anh tìm tôi. Làm cái gì, và thăng 8221, Việt tu minh lắp bắp nói. Và thăng 8.220, đương nhiên là cần. Anh rồi, và thăng 8.221, tạ chỉ cười đến là dịu dàng. Việt Tu Minh khẽ thở phào Tiếp tục tới gần, và thăng 8.220, đúng là tôi phát hiện được một chút. Tôi nói cho cậu biết, có thể xóa bỏ ân oán trước kia không, và thăng 8.221. Tạ chỉ không nói gì, chỉ mỉm cười với hắn, ánh mắt anh bình thản dường như đang khuyến khích hắn nói ra, rủ dỗ từng chút từng chút một. Việt Tu Minh cho rằng anh nhận lời, gương mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, nhanh chân tới gần, hắn vừa đi vừa nói, và thăng 8220 tướng công của triệu nương tử bị chính à ta hạ độc chết. Triệu nương tử và thăng 8230 và thăng 8221. Việt Tu Minh trông thấy tạ chỉ đột nhiên giơ tay lên bàn tay trong đêm đen tỏa ánh sáng bóng loáng, ngón trỏ thon dài của anh lồng một chiếc vòng vàng, chiếc vòng sâu một quả chuông nhỏ xinh xắn, và thăng 8220, đinh linh, và thăng 8221 tạ trì lắc chuông. Tiếng chuông lanh lành êm tai, lại thêm vài tiếng nữa. Và thăng 8220, anh, anh đang làm cái gì đấy, và thăng 8221, trên gương mặt Việt tu minh ngập vẻ mờ mịt trong mắt không tự chủ mà ánh lên tia nhìn sợ hãi. Tạ chỉ mang trong mình rất nhiều bí ẩn. Một giây sau, không hề có dấu hiệu báo trước. Bóng đen sau lưng tạ chỉ đột nhiên bổ nhào về phía hắn. Dường như chỉ trong tích tắc, hắn bị đẩy ngã xuống. Gáy đập mạnh xuống mặt đất. Bóng đèn kia nhấc cầm hắn lên. Để hắn ngước đầu, lộ ra cần cổ yếu ớt. Cảnh tượng quá quen thuộc. Việt tu minh bị đè dưới đất chật cứng não ngừng suy nghĩ một giây sau bóng đen kia vùi đầu răng nanh sắc nhọn cắn rách cần cổ bên phải của việt tu minh huyết dịch trong người như đông đặc như ngã xuống hầm băng cương thi mà ở cần cổ bên trái của việt tu minh vết cắn của châu đồng vẫn còn hiện lờ mờ chưa biến mất đạo bào trên đầu bị sốc lên răng nanh nhỏ máu lộ ra đôi mắt đen trắng u ám vương vất tử khí và gương mặt quen thuộc nghiêm kính Việt Tu Minh bị dọa tè ra quần, ý chí cầu sinh bộc phát lên tới đỉnh điểm, hắn vừa muốn bỏ dậy chạy trốn, nhưng gương mặt lập tức xuất hiện những nếp nhăn do và thăng 8220, phát phúc và thăng 8221. Móng tay không ngừng dài ra, răng nanh dài đâm xuyên qua môi, máu tươi chảy dài, thế mà Việt Tu Minh lại biến thành cương thi chỉ trong giây lát. Tạ Trì cũng không ngờ cậu lại độc như vậy nghiêm kính đứng dậy, dường như bị dọa sợ. vẻ mặt đần ra và thăng 8.220 o oh, và thăng 8.221. Lục Văn mờ mịt nhìn Tạ Chi, Tạ trì mỉm cười phiên dịch và thăng 8.220, hóa nó chứ. Còn độc hơn cả vũ khí hóa học. Tôi chỉ định cắn anh có một cái. Không biết vì sao lại thành ra như vậy. Xin lỗi nhé, không biết không có tội và thăng 8.221. Lục văn lập tức đứng hình, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nếu ban nãy anh để nghiêm kính mài răng, nhỡ nghiêm kính không kiềm chế được cắn nát ra mình. Khi ấy tạ trí, có muốn cứu cũng không cứu nổi. Bộ dạng nghiêm kính như đã làm sai. Tùy thân đi tới trước mặt tạ trí. Tạ trì chi giữ chiếc chuông lại. Bình tĩnh liếc mắt nhìn cậu, và thăng 8.220, làm không tồi, và thăng 8.221 nghiêm kính lập tức nhè bốn cái răng năng, nở nụ cười nịnh nọt nhưng hết sức đáng sợ. Lục Văn trông thấy cảnh tượng trước mặt, len lén quay sang chỗ khác. Trong đầu bị ám ảnh bởi suy nghĩ và thăng 8.220. Ivan Pavlov huấn luyện chó và thăng 8221. Muốn gạt đi cũng không được. Ha 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 cậu mù tương phản mô ê dễ sợ. Cậu mù cố ý cắn à. Mưu mô tiễn đi. Cắn xong còn kêu không cố ý khiến người ta tức chết nữa chứ ha ha ha. Hầy, mấy chế ngu quá, không thấy đại lão lắc chuông mấy lần à. Vãi, đại lão anh ấy đáng sợ quá. Giợn người luôn nè, bàn xem đại lão với triệu nương từ ai đáng sợ hơn. Quả nhiên vẫn là phim cương thi thiện ác có báo. Phim cố tình dẫn dắt Việt Tu Minh đụng độ đại lão. Nếu không Việt Tu Minh bị triệu nương tử giết từ lâu rồi. Trời má, phim đang cổ vũ cậu mù tự mình báo thù à? Không phải vậy chứ, khí thế cương thi của nghiêm kính quá mạnh mẽ. Cương thi cấp thấp Việt Tu Minh bị dọa bỏ chạy. Trong con hẻm nhỏ, đột nhiên xuất hiện đôi giày theo màu đỏ trói mắt. Triệu nương từ che ô, từ từ xuất hiện trong tầm mắt của hai người một hoạt cương. Lục Văn lập tức lấy chiếc bát quát tinh chế mà tạ trì bảo anh ta cầm. soi vào gương mặt triệu nương tử nhẹ nhàng thở phào nói rằng và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi cô ta không phải quỷ cũng không phải yêu quái là một và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt lục văn đang muốn nói là một con người tạ trì hờ hững ngước mắt lên nhìn triệu nương tử mỗi lúc một gần bình tĩnh nói và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi là con rối và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mở ra kết cục thứ hai và mươi 8221. Đại lão nói là con dối. Tôi đã ngờ ngợ tốc độ di chuyển của triệu nương tử bất thường rồi. Cứ xuất quỷ nhập thần, nhưng cũng không dám nghĩ theo hướng này. Mọi người nhớ lại chuyện Việt Tu Minh từng trải qua đi. Suy đoán của đại lão rất có lý, nhưng vấn đề là đại lão không hề biết Việt Tu Minh từng trải qua chuyện gì. Sao anh ấy dám đoán như vậy? Lục văn như bị sét đánh bên tai đứng hình tại chỗ vài giây sau thì bừng hiểu ra ban nãy việt tu minh chạy nhanh như vậy còn là ó cứu mạng với họ nhất định đằng sau có thứ gì đó đuổi hắn ta thoạt đầu lục văn còn tưởng là boss cương thi bây giờ nhìn triệu nương tử đứng trước mặt họ mới biết là triệu nương tử đang đuổi theo việt tu minh một người phụ nữ tay trói gà còn không đủ chặt sao việt tu minh lại sợ đến mức ấy lục văn nhớ lại cách đó không lâu Tạ chỉ hỏi Trương Lợi Nô một câu tưởng chừng như vô nghĩa, và thăng 8.220, chỉ phụ nữ mới có thể làm thành con dối thôi à, và thăng 8 mốt Trương Lợi Nô đáp rằng, và thăng 8.220, trong chiếc khăn có viết. Một khi phụ nữ trở nên hung ác, thì sẽ hung ác gấp mấy trăm lần đàn ông. Chỉ có các cô ấy mới có thể chịu đựng cơn đau lột da khôn cùng. Thực sự thay da đổi thịt trở thành con rối bất tử bất diệt và thăng 8221. Hai người hạnh bạch và xuân đào bởi vì bị bệnh tật dai dẳng và mất đi dung nhan mà bị chán ghét và vứt bỏ. Chủ động tìm tới cửa, chịu cơn đau đớn bị lột da sống, thành công trở thành một con rối. Huống hồ là người phụ nữ yêu chồng mình đến độ bệnh tật như triệu nương tử. Ả à ta chủ tính bao nhiêu năm muốn thay chồng mình mượn xác cương thi để hoàn hồn. Vì thế mà không màng hạ độc hại chết chồng mình, sát hại trẻ con để lấy máu cung cấp cho việc hoàn hồn. Còn gì mà ả à ta không làm được, còn gì mà ả à ta không chịu đựng được, thứ ả à ta muốn vốn không phải mấy chục năm ngắn ngủi bên nhau. Mà là Vĩnh Hằng, ả à thân là một con người, không thể tránh khỏi sự giả yếu. Chết chóc, triệu nương tử sẽ không cho phép điều này xảy ra, cho nên cách duy nhất có thể giúp ả à và chồng mình bên nhau mãi mãi dường như rõ ràng là để à tự biến mình thành con rối, chỉ cần chịu đựng cơn đau đớn khôn cùng của việc bị lột da sống, là à có thể ở bên chồng mình vĩnh viễn. điều này với triệu nương tử mà nói là sức hút trí mạng, à không thể từ chối, cho nên ngay từ đầu bộ phim, triệu nương tử đã không còn là con người, à đã tự biến bản thân thành con rối từ lâu, vô cùng mong đợi chồng mình mượn thân cương thi hoàn hồn thuận lợi. Một cương thi, một con rối, ân ái bên nhau mãi, cho nên cho dù Việt Tu Minh có tới nhà họ Triệu, cũng không thể phá hỏng kế hoạch của Triệu nương tử, bởi vì một khi hắn ra tay, sẽ lập tức bị Triệu nương tử là con rối ngụy trang trong lốt người sát hại. Lục Văn nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, máu trong người lạnh đi mấy độ, nhìn về phía Tạ Trí, Dùn giọng nói, và thăng 8220, Trương Lợi Nô đã chết rồi. Vậy người điều khiển cô ta là ai? Ở đâu, và thăng 8221? Đầu óc lục văn trống rỗng. Trong chớp mắt anh ta nghĩ tới từng người mình tiếp xúc kể từ khi bước vào bộ phim. Nhưng không thu hoạch được gì cả. Vốn không còn ai thích hợp làm người điều khiển con dối. Rốt cuộc là ai? Nghiêm kính vừa bối rối vừa mờ mịt. Bấy giờ cậu không sợ đao trẻ súng bắn, cũng không sợ triệu nương tử, nhưng cậu sợ con rối bất tử bất diệt sẽ làm hại anh tạ và lục văn. Lúc này triệu nương từ đầu con ngõ tới gần, lần đầu tiên tạ chỉ trông thấy rõ dung nhan triệu nương tử. Dịu dàng thanh tú, đoan trang trầm tĩnh, ả à cầm chiếc ô giấy dầu, xinh đẹp khó lòng tưởng tượng nổi, và thăng 8220 tạ chi, chúng ta đi mau. Màu đi bắt người điều khiển dối, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi lục văn kéo lấy tạ trì. Lo lắng quát to, phẩy chấm phẩy chấm, tạ trì khẽ lắc đầu. hờ hững nói, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi, không cần, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi Anh đối đầu với tầm mắt triệu nương tử Khẽ cười, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi, à chính là người điều khiển của mình, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi Lục văn như bị sét đánh trúng. Gương mặt hết sức khó tin. Trời má, chuyện này là sao? Triệu nương từ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại hết sức lạnh lùng. Và thăng 8.220, người thông minh khó sống lâu. Và thăng 8.221, tạ trì khẽ nhún vai. Và thăng 8.220, tôi cảm thấy cô quá tự tin rồi. Và thăng 8.221, triệu nương từ nở nụ cười chào phúng ánh mắt u ám lạnh lùng nhìn lướt qua bà vai tạ trì. Vô cớ trông về phía sau lưng anh, tạ trì nghiêng đầu, đột nhiên nói với lục văn và thăng 8220, anh giữ chân triệu nương tử. Tôi và nghiêm kính phụ trách cương thi và thăng 8221. Và thăng 8220, cương thi, và thăng 8221. Lục văn kinh ngạc, một giây sau sau lưng ba người đột nhiên vang lên những tiếng và thăng 8.220 cột và thăng 8.221 và thăng 8.220 cột và thăng 8.221 và thăng 8.220 cột và thăng 8.221 lục văn biến sắc đôi mắt tạ trì không chút gợn sóng ban nãy triệu nương tử đang chờ đợi điều gì đó rõ ràng bọn họ muốn tránh cũng không được trong bóng đêm đen đặc phía sau dần lộ ra một gương mặt trắng xám răng nanh cương thi lóe lên tia sáng trắng lạnh lẽo trong màn đêm ba người bị chặn đầu chặn đuôi bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng lục văn từ từ di chuyển bước chân lưng huých vào bả vai tạ trí không nói gì đưa thanh kiếm gỗ đào của mình cho anh tạ trì không nhận lấy chào mày nói và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi không cần và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt Lục văn nói rất vội, và thăng 8.220 kiếm gỗ đào vô dụng với triệu nương tử. Anh cầm đi, và thăng 8.221. Lục văn cứ khăng khăng. Tạ chỉ chỉ có thể nhìn anh ta thật sâu. Nhận lấy thanh kiếm. Phẩy chấm phẩy chấm, tạ chỉ nắm chặt thanh kiếm. Khẽ nói, và thăng 8 mốt giữ chân cô ta. Tôi chỉ cần anh giữ chân ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và thăng 8.221. Lục Văn tự tin nhuền cười. Bộ dạng ngoan ngoãn nghe tạ chỉ phân phó và thăng 8.220 chắc chắn không thành vấn đề và thăng 8.221. Gì mà ích kỳ vậy. Bản thân mạnh như vậy còn có hoạt cương. Hai người đánh một con cương thi để Lục Văn lại đối phó với triệu nương tử không biết trình độ như thế nào. Định mặc kệ Lục Văn à? Sao Lục Văn lại chấp nhận chứ? Vô lý hết sức, người ta có đáng tin đến mấy cũng đừng tin tưởng như vậy chứ. Ngốc à." Tạ Trì giơ tay, nhẹ nhàng lắc chuông, nói rằng "và thăng 8220, tốc chiến tốc thắng và thăng 8221." Nghiêm Kính vốn còn đang sợ hãi đến độ run lẩy bẩy. Nghe thấy tiếng chuông, cơ thể lập tức nhảy bật ra, đón lấy con cương thi kia. "Móa ơi, lực chiến đấu!" Hình thức mới nè, bên ngoài bộ phim, trong dạp chiếu, khán giả đồng loạt trầm trồ, trong mắt tràn đầy sự mới lạ, trên màn ảnh rộng với độ sắc nét cao, xuất hiện chỉ số chiến đấu của hai bên. Ở góc trái trên cùng của màn hình hiển thị lực chiến đấu của Boss Cương Thi là 43.769, còn góc phải màn hình lực chiến đấu của Hoạt Cương là 36.158, tạ chỉ 803. Sao đại lão chỉ có 803? Tính sai rồi à? Lừa người à? Tạ trì 803, thế tôi là không mất. Một giây sau, bầy quỷ tận mắt chứng kiến sức chiến đấu của tạ trì tăng lên hơn 20.000. Đã bảo bắc rồi mà. Bây giờ mới là số liệu thật nè. Hình thức mới mà. Mọi người thông cảm đi. Khó tránh khỏi sai lầm. Móa ơi, triệu nương tử hơn 30.000 lận. Lục văn mới có 10.000. Cái quần què gì đây? Bên đây bị áp đảo rồi. Hoạt cương hơn 30.000, đại lão hơn 20.000, tổng là hơn 50.000 mạnh hơn Cương Thi rồi. Nhưng mọi người xem tổng thể lực đi, Cương Thi và Triệu Nương Tử là hơn 70.000, mạnh hơn ba người họ cộng lại rất nhiều. Đại lão muốn điền kỵ đua ngựa, tốc chiến tốc thắng giải quyết với bên đây. Sau đó giúp Lục Văn xử lý Triệu Nương Tử đúng không? điền kỵ đua ngựa dùng sở trường của mình để đối phó với điểm yếu của đối thủ em xem mà hồng hiểu gì hết á cương thi sợ kiếm gỗ đào kiếm gỗ đào có thể giết chết nó nhưng triệu nương tử thì sao đây cô ta có dây dối không đại lão sẽ qua cửa này cho coi nhưng nhìn tình cảnh hiện tại lục văn có qua hay không thì chưa chắc trong phim kinh dị tạ tinh lan một công đôi việc vừa lắc chuông theo chỉ thị của tạ chỉ để ra lệnh nghiêm kính tấn công vừa rút kiếm ra đâm về phía cương thi biết được tình hình lục văn nhất định sẽ rất tệ tạ tinh lan không buồn nín thở hắn tốc chiến tốc thắng chỉ công không thủ lộ hết sơ hở cho cương thi ánh mắt cương thi lóe lên vẻ xảo quyệt mỗi lần muốn tấn công về phía hắn tạ tinh lan lại lắc chuông một giây sau nghiêm kính lập tức nhào tới ngăn cản cương thi lại Tạ tinh lan nhân cơ hội này nâng kiếm gỗ đào đâm cương thi. Cương thi liên tục bại lui. Chỗ bị kiếm gỗ đào đâm lóe ra tia sáng đỏ. Dường như hắn rất đau đớn. Phát ra tiếng kêu chói tai rung động xuyên qua cả màng nhĩ. Ha 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 lợi dụng triệt để mình đồng ra sắt. Ủa vậy thì dễ quá. Tôi cũng muốn nuôi một con cương thi. Dường như cương thi nhìn ra được kế hoạch tốc chiến tốc thắng của họ. Không còn lỗ mãng lao tới nữa ngược lại còn tránh né đợi triệu nương tử giết lục văn rồi hợp lực cùng mình để đồng thời hạ gục hai người này hắn nhảy quá nhanh dường như muốn tránh xa hai người kéo dài thời gian cho triệu nương tử giết lục văn nghiêm kính còn có thể đuổi theo tạ tinh lan dù chạy nhanh tới mấy vẫn bị bỏ lại phía sau tạ tinh lan hơi biến sắc một mình nghiêm kính không thể đấu lại cương thi nhất định hắn phải đuổi theo hắn nghĩ một chút Nhẹ nhàng lắc chuông, nghiêm kính nghe thấy tiếng động. Nhanh chóng nhảy về, khiêng tạ tinh lan trên vai. Rồi lại điên cuồng chạy theo. Tạ trì, và thăng 8.220, và thăng 8.230, và thăng 8.230, và thăng 8.230, và thăng 8.221. Khoảng cách ngày một kéo dài. Nghiêm kính, và thăng 8.220, và thăng 8 mốt a còng, thăng, và thăng 8.221. Tạ chỉ nói, và thăng 8.220, cậu ta bảo cậu ta không đuổi kịp. Đây là tốc độ nhanh nhất của cậu ta rồi. Hỏi anh nên làm thế nào bây giờ, và thăng 8 mốt Tạ chỉ không giúp được gì cho việc chiến đấu. Chỉ có thể bình thản làm người phiên dịch. Tạ Tinh Lan khẽ chửi thề một tiếng, liếc mắt nhìn con đường cương thi đi, hắn ngước lên nhìn mái hiên cao cao gần đó, đột nhiên nảy ra ý tưởng, hắn lại lắc chuông mấy lần, nghiêm kính lập tức hiểu ý hắn, đặt Tạ Tinh Lan xuống, bản thân quỳ gối, Tạ Tinh Lan xông lên, dẫm lên vai nghiêm kính, nghiêm kính nhảy bật, đưa Tạ Tinh Lan lên trên mái hiên, sau đó bản thân đuổi theo cương thi theo chỉ thị. Tạ Tinh Lan đứng trên cao quan sát, thu toàn bộ cảnh khu phố vào mắt, hắn khóa ánh mắt vào con cương thi, chạy nhanh trên mái hiên, không ngừng bật nhảy, cuối cùng cũng đuổi kịp con cương thi đang rẽ ở đầu phố. Tạ Tinh Lan thả người nhảy xuống, cản đường cương thi lại, rút kiếm nghênh chiến, bên kia, Lục Văn lại phun ra một búng máu tươi, một lần nữa chật vật bò dậy, thân pháp của anh ta rất bình thường từng chiêu thức của triệu nương tử lại nhanh như ma quỷ. Anh ta không thể đỡ đòn, cũng nhờ có huyết thống nên anh vẫn chịu đựng được, mặc dù không thể ngăn cản mà đánh trả triệu nương tử. Nhưng chống đỡ một hồi, thậm chí ngăn chặn ả à ta không thành vấn đề. Mưa xối xả gột rửa, máu, đỏ trên người lục văn chảy xuống cũng nhạt màu, quần áo đã tà tơi, phía sau lưng lục văn lộ ra những mảng vầy cá lớn màu lục lam. Lại một đòn nữa đánh tới, Lục Văn lại bị đánh ngã, ho ra máu, và thăng 8.220 tạ chi. Anh nhanh lên, và thăng 8.221. Triệu nương tử không thể ngờ con người này có thể chịu đựng tới như vậy. Trên mặt dần dần hiện lên sự sốt ruột, à đang muốn đập vào cổ Lục Văn. Đồng tử mắt đột nhiên co lại, trái tim vô duyên vô cớ nhói đau lên và thăng 8220, Văn Lang và thăng 8221, ả hô to tên tướng công của mình. Dự cảm được Văn Lang có thể nguy hiểm tới tính mạng. Triệu nương tử lập tức từ bỏ lục văn, di chuyển nhanh như bay. Chạy về phía cương thi, lục văn vẫn còn nhớ lời tạ chỉ nhắc nhở. Cố gắng chống đỡ, cơ thể bộc phát tới cùng cực, đẩy triệu nương tử ngã nhào xuống đất, bắt đầu rằng co chiến đấu cố gắng kéo dài thời gian cho tạ trì ở phía tạ tinh lan nghiêm kính chạy tới đánh úp tranh thủ cương thi còn chưa sẵn sàng chế phục cương thi dưới mặt đất cương thi đột nhiên giận dữ lập tức nhảy bật dậy nghiêm kính thấp bé như một con búp bê vải bám lấy cơ thể cương thi to lớn tạ tinh lan thấy đã đến thời cơ lập tức từ phía sau xông lên thế chỗ cho nghiêm kính cánh tay siết chặt cổ cương thi tránh cho hắn cắn mình bị thương. Hai chân lơ lửng trên không, tay phải của tạ tinh lan nâng thanh kiếm gỗ đào lên. Đâm vào cương thi từ phía trước, đâm xuyên qua trái tim cương thi. Tia sáng đỏ cam chạy trong cơ thể cương thi, nhưng cương thi chỉ chu lên đầy đau đớn, chứ không lập tức chết đi. Ánh mắt tạ tinh lan xa sầm xuống. Sao lại như vậy? Tạ chỉ dừng lại hai giây và thăng 8.220, ai ngả. À. Đâm vào ấn đường, đó là hồn người, hồn người chết đi rồi. Cương thi không chết cũng phế, và thăng 8 Mặc kệ khi còn sống tướng công của triệu nương tử lương thiện bao nhiêu. Cũng không liên quan gì tới anh. Cản đường anh thì phải chết. Tạ tinh lan hiểu ý. Làm theo chỉ thị của tạ trí. Đâm kiếm vào ấn đường cương thi. Cương thi hoàn toàn không cử động. Một chút nhân tính yếu ớt lặng lẽ tan vỡ trong đôi mắt vẫn đục răng đầy tử khí. Và thăng 8.220, không, và thăng 8.221, cách đó không xa. Đột nhiên vang lên tiếng khóc tê tâm liệt phế của triệu nương tử. Tạ tinh lan mím môi, đang muốn rút kiếm ra sông lên để đón lấy sự trả thù điên cuồng của triệu nương tử. Tạ chỉ cười bảo, và thăng 8.220, ai ngà. Đổi cho em, và thăng 8 ,221. Tạ tinh lan nghe mà lấy làm kinh ngạc Cũng không trần trừ một chút nào Và thăng 8.220 Được rồi, và thăng 8 ,221. Hắn tin tưởng tạ chỉ 100% Phẩy chấm phẩy chấm Triệu nương từ lách mình Như ma như quỷ bổ nhào tới trước mặt cương thi Trên gương mặt giàn ruộng nước mắt À vội vã sờ gương mặt cương thi và thăng 8.220, đây không phải sự thật. Nhất định không phải sự. Thật, văn la ngà, chàng mở mắt ra nhìn em đi và thăng 8.230, và thăng 8 mốt Vẻ mặt triệu nương tử gần như điên cuồng. Gương mặt giàn ruộng nước mắt. Và thăng 8.220, van xin chàng. Xin chàng hãy nhìn em đi. Em không cần vĩnh hằng nữa. Em không cần, thật sự không cần nữa. Van xin chàng, chàng hãy mở mắt ra nhìn em đi. Em xin chàng, và thăng 8221 triệu nương tử dựa lên trái tim cương thi. Khóc lóc thảm thiết, à, đau đớn nhắm nghiền mắt lại. Và thăng 8220, Văn Lang à. Em hối hận rồi, em không muốn vĩnh hằng nữa. Em thực sự hối hận rồi. Đáng lý em nên biết thỏa mãn. Em xin lỗi, thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi. Xin chàng hãy nhìn em đi, và thăng 8.221. Triệu nương tử hành động điên rồ, không ngừng lặp lại lời và thăng 8.220, xin lỗi và thăng 8 mốt ả à thực sự hối hận rồi. Nếu ả à không vọng tưởng vĩnh hằng xa vời, có lẽ bây giờ Văn Lang vẫn còn đang sống rất tốt. Ở bên cạnh ả, à, đánh đàn ả à nghe, chính ả à tự tay hạ độc giết chết Văn Lang vì cái gọi là vĩnh hằng xa vời không thể chạm tới vì vĩnh hằng mà ả à, hoàn toàn từ bỏ hiện tại văn lang từ từ lạnh đi trong lòng ả à. cũng giống như bây giờ dần dần tiêu tán dần dần chết đi trước khi văn lang chết trong mắt ngập nỗi kinh ngạc câu nói cuối cùng là lan nhi nàng sai rồi nàng không nên như vậy nàng đừng hại người ta sẽ ghét nàng như vậy nhưng ả à vẫn khăng khăng làm theo ý mình Văn lang yêu sự thiện lương của ả, à, mà ả à vì tình yêu mà trở thành độc phụ mà chàng ấy ghét nhất. Và tháng 8220, em không cần chàng yêu em. Em không cần gì cả, chỉ cần chàng sống thôi có được không? Chỉ cần chàng sống thôi có được không? Và thăng tháng 8221, đôi mắt Triệu Nương từ nhòe lệ nóng. Lòng nguội như cho, mấy năm trước, khi ả à mới được gả tới nhà họ Triệu, nghĩ rằng và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi biết đủ thì vui và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt trần quý từng ngày văn lang còn tồn tại nhưng cơ thể văn lang ngày một yếu ớt à nhìn thấy rõ trong mắt sao có thể và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi biết đủ thì vui và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt được và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi biết đủ thì vui và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt chẳng qua là một câu nói suông Bất kể ai đứng trước hiện thực tàn khốc, cũng không thể và thăng 8.220, biết đủ thì vui và thăng 8221 được. Huống hồ, nhà họ Triệu còn có quyền thế ngút trời, trái tim ả à dỉ máu cả ngày lẫn đêm, cuối cùng vào một ngày nọ, lạc lối không trở về được nữa, ả à không chấp nhận được việc Văn Lang qua đời. Chỉ có thể để người khác chết vì Văn Lang, thậm chí ả à còn chịu đựng cơn đau lột ra tự biến mình thành con rối, sắp xếp hết tất thảy, ôm hy vọng về sự vĩnh viễn, rồi vĩnh viễn lại vỡ vụn. Triệu nương từ gượng gạo quay đầu, trông thấy tạ trì đứng hờ hững ở gần đó. Đôi mắt suy sụp cuối cùng, cùng cũng ánh lên tia sáng, và thăng 8220 ta phải giết mi, và thăng 8221. Đòn đánh tiêu tốn rất nhiều sức lực của ả. À. Tạ trì không hề tránh né. Anh chỉ nhẹ nhàng lắc chuông. Nghiêm kính, mình đồng ra sắt lập tức chắn trước người anh, triệu nương tử lau khô nước mắt, liếc mắt nhìn sang nghiêm kính, cười nói, và thăng 8.220 ta không đánh lại hắn. Nhưng ta vẫn bất diệt, không có thứ sơ hở ngu ngốc như dây dối kia, hắn không thể ở lại đây mãi mãi, rồi sẽ có một ngày mi đơn bóng lẻ chiếc, hoặc để lộ sơ hở, đến khi đó nhất định ta sẽ giết mi và thăng 8221. Giọng ả thê lương, giống như vọng ra từ địa ngục, cất từng câu từng chữ, thốt ra lời nguyền rùa thâm độc nhất, và thăng 8220 ta không đợi được văn lang. Nhưng ta có thể đợi mi cả đời này mi không chạy thoát nổi đâu, và thăng 8221 ả cô đơn quay người. Muốn ôm lấy cương thi đã chết đi, tạ chỉ ở sau lưng gọi ả lại. Triệu nương tử xoay người. Trong mắt phản chiếu người thanh niên ăn vận trình tề. Gương mặt nhã nhặn. Dưới màn mưa xối xả có vẻ gầy yếu nhưng bất kham. Tạ chi đầy cặp kính mắt. Thản nhiên cất tiếng nói. Và thăng 8220. Cô tin vào cùng trời cuối đất ư. Và thăng 8221. Đồng tử mắt triệu nương tử co lại, và thăng 8220, mi, mi có ý gì, và thăng 8221. Tạ trì không đáp, một tay đút túi đi tới gần. Nghiêm kính lập tức nhấc tay áo che mưa cho anh. Tạ chỉ nói, và thăng 8.220, con người cô thật vô vị. Luôn chú ý nhầm chỗ. Khi còn sống thì khát vọng vĩnh viễn xa vời không thể chạm đến. Đến khi người chết đi rồi lại muốn báo thù, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, vậy ta nên nghĩ gì, và thăng 8221 triệu nương tử run giọng hỏi. Tạ chi mỉm cười, cất từng tiếng rành giọt, và thăng 8220 tử vong mới là vĩnh viễn, và thăng 8221. Lời nói mang theo ám chỉ, không rõ ràng nhưng lại rất đẹp đẽ. Triệu nương tử ngồi khuỵu xuống đất, tạ chỉ muốn đi tới bên cạnh à, nghiêm kính kéo lấy anh, gương mặt hết sức lo lắng. Nhỏ giọng nói, và thăng 8.220, A còng và em, và thăng 8.221. Tạ chi mỉm cười, dùng ánh mắt chân an cậu ta, và thăng 8.220, không sao đâu, và thăng 8 mốt Sau đó không mang tới nghiêm kính ngăn cản, đi tới trước mặt triệu nương từ, từ từ ngồi xuống, cần cổ yếu ớt, lồng ngực, bụng anh kề sát lại gần trong gang tấc bàn tay triệu nương từ 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 khụm lại. Tạ trì làm như không thấy. Lấy chiếc khăn sạch sẽ trong áo ra. Giúp ả lau nước mưa trên chán. Nhẹ nhàng nói, và thăng 8220 cô mà tới trễ. Anh ta đi qua cầu Nại Hà. Khi đó cô không thể tìm anh ta nữa, và thăng 8221. Động tác, giọng nói của anh đều hết sức dịu dàng. Nhưng lời anh thốt ra lại khiến linh hồn triệu nương tử lay động. Sợ hãi tới tận xương tùy. Và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi, không và thăng tám nghìn hai trăm ba mươi, và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt ả nghẹn ngào. Nước mắt từ từ rơi khỏi khóe mắt. Một giây sau, triệu nương tử đột nhiên nằm ngã xuống bên cạnh cương thi. Ả à nghiêng người, hoàn toàn không cử động nữa. Giây cuối cùng trước khi chết, khóe miệng còn nở nụ cười thỏa mãn. Trên chán ả, à, dần dần xuất hiện một lỗ máu. Con rối bất tử bất diệt tự hủy linh trí lựa chọn cái chết triệu nương tử chính là người điều khiển bản thân à không có dây dối không có một chút sơ hở nào dựa vào linh trí để điều khiển mọi hành vi của bản thân không khác gì người thường lại có được sinh mệnh vĩnh hằng và sức chiến đấu không ai bì kịp cách duy nhất để giết à chính là để à tự vỡ linh trí đây cũng chính là sơ hở duy nhất của à lòng người chính là sơ hở đại lão đây là đang tác thành cho đôi uyên ương số khổ này à chỉ nói dăm ba câu mà bức người ta tự sát tôi khiếp vía luôn rồi ngột ngạt trong lòng thật kết cục như vậy thực ra rất đẹp một người là cương thi nhất định sau này sẽ gây ra tai họa một người sát nghiệp vô số bây giờ chết với nhau tính ra cũng không tồi suy cho cùng vẫn là phim cương thi thiện ác đều có báo ứng có phải hết phim rồi không Hai boss chết cả rồi. Em theo dõi đại lão rồi nè. Tạ Chỉ đứng dưới màn mưa, như có điều suy tư. Đến đây boss cương thi đã chết rồi. Triệu nương tử cũng đã chết rồi. Dường như bộ phim kinh dị đã viên mãn, cũng nên kết thúc rồi. Nhưng rõ ràng còn để lọt một vấn đề. Hồ Ly Tinh đã đào tẩu. Rốt cuộc đi đâu rồi? Chuyện của ả à với Cương Thi vẫn lờ mờ chưa rõ. Lục Văn chậm chạp đuổi tới. Trông thấy cương thi và triệu nương tử đã chết. Liền thả lỏng mình. Anh cứ sợ bản thân vô dụng. Làm hỏng kế hoạch của tạ chi. Lục văn đang che vết thương. Tạ chi lặng lẽ đi tới. Chào mày lại nói. Và thăng 8.220. Nặng lắm à. Và thăng 8 mốt Lục văn lắc đầu. Và thăng 8.220. Đang tự lành lại. Không thành vấn đề. Và thăng 8.221. Và thăng 8.220 triệu nương tử chết như thế nào, và thăng 8.221, Lục Văn không muốn để tạ trì và nghiêm kính lo lắng. Nói làng sang chuyện khác, tạ trì lời ít ý nhiều mà giải thích, ánh mắt Lục Văn hết sức phức tạp. Hỏi từ đáy lòng, và thăng 8.220, sao anh đoán được cách này có thể giết chết triệu nương tử, và thăng 8.221. Tạ chỉ nói, và hai 8220, Trương Lợi Nô là một người đã giỏi còn muốn giỏi hơn. Ngay từ đầu ông ta làm ra con dối hoàn mỹ, nhưng vẫn chưa đủ, ông muốn để con dối cứng nhắc có được linh hồn. Trên thực tế, đây vẫn là chuyện ông ta luôn đeo đuổi. Nếu nghĩ theo hướng này, như vậy cuối cùng giấc mộng của ông ta là tạo ra một con dối giống như người thật. Con dối thoát khỏi người múa dối mới là mục tiêu cuối cùng của Trương Lợi Nô. Trương Lợi Nô coi dối như vợ con. Đương nhiên hy vọng đến một ngày có thể khiến con dối không khác gì người thật và thăng 8221. Và thăng 8220, trên thực tế ông ta thực sự làm được như vậy. Triệu Nương Tử và ông ta có thể nói là thành tựu của nhau. Triệu Nương Tử là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của ông ta, và thăng 8221. Lục Văn giật mình nhẹ nhõm mỉm cười, và thăng 8220, vậy kết thúc rồi à, và thăng 8221. Nghiêm kính cũng vui vẻ nhe răng nhếch miệng lên, sắc mặt tạ trì xa sầm xuống, điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông báo, anh cứ đinh ninh là nhắc nhở rời đi, mở ra trông thấy nội dung trên màn hình hơi biến sắc chúc mừng bạn hoàn thành kết cục 1 của và thăng 8.220. Người yêu cương thi và thăng 8.221. Tình yêu giữa con rối và cương thi vượt qua sinh tử. Kiểm tra đạt điều kiện thỏa mãn. Bạn có muốn thách đấu kết cục 2? Phẩy chấm phẩy chấm. Nếu chọn không, bạn sẽ được lập tức đưa ra khỏi bộ phim. Nếu xác nhận, bạn sẽ ở lại. Tiếp tục hoàn thành kịch bản. Thách đấu kết cục 2 thành công. Diễn viên sẽ nhận được 300 điểm tích lũy. Móa ơi hai kết cục thật. Mau ngồi xuống đi. Kết thứ hai kiểu gì cũng khó muốn chết cho coi. Tạ trì ở lại không? Tạ trì dùng ánh mắt hỏi Lục Văn. Điện thoại của Lục Văn cũng vang lên. Anh ta lắc đầu. Và thăng 8.220. Tôi chưa từng gặp tình huống như vậy. Và thăng 8.221. Tạ trì gật đầu. Trong đầu hiện lên dáng vẻ hồ ly tinh. Hồ ly tinh đi đâu rồi? Tạ trì đi sang một bên. Thầm nghĩ, và thăng 8220, ai ngà. Em muốn ở lại, và thăng 8221. Tạ tình làn khẽ mỉm cười, và thăng 8220, có anh ở đây, và thăng 8221. Không cần nói nhiều lời, nhưng đã rất đủ rồi. Khóe môi tạ trì cong lên. Và tháng 8.220, tôi ở lại, và tháng 8 mốt anh nhìn về phía Lục Văn. Và tháng 8.220, anh có ở lại không, và tháng 8.221. Trên người Lục Văn chẳng chịt vết thương. Hiển nhiên tình hình không được khả quan cho lắm. Lục Văn ngẫm nghĩ mấy giây. Lắc đầu, và tháng 8.220, không được. Tôi không vội kiếm điểm tích lũy. Đúng là tôi thực sự rất muốn ở lại nhưng tình hình của tôi hiện tại nếu ở lại tham gia kết thứ hai nhất định sẽ chỉ gây cản trở cho nhóm các cậu tôi ra ngoài trước đợi các cậu ở bên ngoài và thăng 8.221 nghiêm kính thì nhe răng vui vẻ chết đi được cuối cùng cậu cũng có thể không gây cản trở gì nữa mặc dù chỉ là tạm thời rời khỏi bộ phim sẽ khôi phục lại như cũ nhưng như vậy cũng đủ để cậu vui rất lâu rồi Nghiêm kính chỉ thiếu điều khoa tay múa chân, và thăng 8.220, a à còng thăng, và thăng 8 Tạ trì, và thăng 8.220, cậu chắc chắn ở lại, và thăng 8 Nghiêm kính điên cuồng gật đầu. Sau khi ba người bàn bạc xong xuôi, tạ trì và nghiêm kính ấn xác nhận, lục văn thì ấn không. Theo lục văn biến mất, một dải sáng đỏ từ phía chân trời hiện lên. Nhanh chóng hướng về phía bên đây, đó là một con hồ ly, hoặc nên nói là một con hồ ly lông đỏ đang bùng cháy dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, hồ ly tinh vốn có thân thể đã bị thiêu đến mức mất đi da lông. Càng tới gần cương thi, ả à tự thiêu càng thêm dữ dội, da thịt không ngừng rơi xuống, gặp nước mưa lạnh lẽo, phát ra tiếng và thăng 8.220, xì xèo và thăng 8 mốt gai người dưới mặt đất không ngừng bốc lên bọt khí và thăng 8.220 rắc. và thăng 8.221 là tiếng xương hồ ly cháy xém rơi xuống trong chớp mắt hồ ly tinh từ một con hồ ly biến thành một tàn hồn nhưng ả à vẫn kiên trì chạm vào ấn đường cương thi điện thoại tạ trì đổ chuông kết cục thứ hai của và thăng 8.220 người yêu cương thi và thăng 8.221 mở ra Cùng lúc ấy, cương thi đã chết kia đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt chợt lóe lên tia sáng đỏ. Khí thế bùng lên tột cùng. Gấp mấy lần so với trước đây. Nó đứng dậy, uy lực bùng lên cũng đủ khiến tạ trì và nghiêm kính chấn động đến mức lùi lại mấy bước. Tạ tinh lan vịn mặt tường. Chật vật lắm mới có thể đứng vững. Đôi mắt răng đầy sự kiêng rẻ. Nhưng không hề có ý định lùi bước. Tạ trì trầm mặc mấy giây đột nhiên thốt lên, và thăng 8220, tinh phách thay hồn người, và thăng 8221. Tinh phách, hồn phách của yêu tinh. Tác dụng của hồ ly tinh nằm ở đây. Ả à, chính là chìa khóa mở ra kết cục thứ hai. Phẩy chấm phẩy chấm, hồ ly tinh tự thiêu. Thiêu bản thân thành tinh phách ngưng luyện truyền vào trong thể xác cương thi. Hồn người ở đó đã vỡ nát. Nay bị tinh phách mạnh mẽ hơn. Cô động hơn thay thế hồn người yếu ớt, nào sánh bằng hồn phách yêu tinh, cương thi khởi tử hoàn sinh, thực lực cao hơn một bậc, và thăng 8220, bị áp đảo, và thăng 8221. Mặc dù tạ chỉ đoán được cái kết thứ hai có liên quan tới hồ ly tinh, nhưng không ngờ nó lại được triển khai như vậy, thay đổi quá nhanh chóng. Khiến bọn họ chờ tay không kịp ở ấn đường cương thi có vết máu đọng đỏ sậm. Đúng lúc ấy, ánh mắt nó lóe lên tia sáng đỏ yêu dị hồn phách người yêu của triệu nương tử là văn lang đã hoàn toàn tán loạn bây giờ linh hồn đang khống chế trong thân thể cương thi là của hồ ly tinh tinh phách của hồ ly tinh cùng thể xác của cương thi hoàn toàn hòa làm một thể bàn tay cầm kiếm của tạ tinh lan hơi run lên trên vai hắn có vết thương lực của tay cũng giảm đi mấy phần Ban nãy trong khi chiến đấu với cương thi hai không, vết thương tạm thời kết vảy trên vai hắn lại vỡ ra. Lúc này máu tươi không ngừng chảy ra từ bả vai, nhuộm nửa bên vạt áo, lẫn với nước mưa, có cảm giác kích thích khác lạ. Cương thi cứng nhắc cúi đầu, nhìn về phía tạ tinh lan, hận ý hẳn lên trong đôi mắt, phát ra tiếng kêu của cương thi làm chấn động cả linh hồn. Và thăng 8220 đều tại các ngươi. Du Lang chết rồi, linh hồn của Du Lang chết rồi. Ta muốn giết các ngươi và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt. Tạ trì phiên dịch lại, cố sống cố chết bịt hai tai, đón lấy ánh mắt thù hằn của à ta. Bình tĩnh nói tiếng cương thi và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi là triệu nương tử giết chết hồn tướng công của cô, không liên quan gì tới chúng tôi và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi không liên quan và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt tiếng cương thi cười khiến người ta dùng mình sắc đỏ trong đôi mắt lại càng nồng đậm và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi ban đầu ta hao tâm tổn trí muốn thả du lang ra nếu không vì các ngươi chế phục đưa tới nhà họ triệu sao chàng ấy lại bị triệu nương từ móc hồn được và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt và thăng 8220, toàn bộ nguyên nhân đều là do các ngươi. Ta không giết được triệu nương tử, chẳng lẽ không giết được nhóm các ngươi hay sao? Các ngươi đã phá hỏng cơ hội duy nhất để ta đoàn tụ với Du Lang. Các ngươi phải chết và thăng 8221. Cương thi trở nên điên cuồng, tiếng kêu khiến người ta hoa mắt chóng mặt, thương lượng cũng vô dụng. Tạ trì vội quát lên, và thăng 8220, ai ngả. Chúng ta đi thôi, và thăng 8221. Trong quá trình giao chiến ngắn ngủi ban nãy, Tạ Trì đã áng được sức chiến đấu của Song Phương Anh trai tuyệt đối không phải đối thủ của Cương Thi này. Và thăng 8220, được rồi, và thăng 8221. Cương Thi nhìn ra ý đồ của họ, đã nhảy trước một bước, hướng về phía Tạ Tinh Lan, động tác nhanh đến mức chỉ để lại bóng mờ. Tạ Tinh Lan đã được báo trước nhấc kiếm lên đỡ lấy nhưng vẫn bị uy lực làm chấn động đến mức văng ra bầy. tám m bà vai đụng vào vách tường lục phủ ngũ tạng chịu cơn chấn động yếu hầu tạ tinh lan cuộn lên nôn ra một búng máu tươi sự chênh lệch giữa hồn người và hồn yêu được thể hiện rõ rệt tạ trì xót xa và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi anh ngà và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt nghiêm kính chừng muốn rách mí mắt, và thăng 8220, a à còng, thăng và em, và thăng 8221. Trời ơi, vậy mà chỉ cần một đòn. So với kết cục đầu tiên, cái kết thứ hai như kiểu độ khó cấp độ địa ngục ấy. Bình thường mà, văn làng bị ho lao, hồn người nhất định yếu hơn. Sao mà sánh được với tinh phách ngưng luyện sau khi tự thiêu chứ? Em đếm thử, đây là cương thi ba, không à? Vậy đỡ thế quái nào nổi? Đánh mấy chiêu là tạ chỉ ra bã luôn à? Hầy, dựa vào kết quả tính toán. Cương thi sức chiến đấu 130k với tạ trì 15k, hoạt cương 30k. Trời vậy ai độ hả ba, 130k. Trời má, thế khác nào muốn đòi mạng tạ trì. Nhiều hơn 20, 30k còn đánh được. Nhiều hơn 100k thì đánh cái quái gì nữa. Ủa là sao? Là công khai muốn tạ trì chết à? Tôi cũng chưa từng gặp cảnh này. Hoạt cường yếu vậy thôi sao? Có lẽ là do phim kiềm chế sức mạnh thôi. Hoặc cậu ta chỉ là bán thành phẩm được vội vã luyện ra. Sao đại lão chỉ có 15 ca? Đại lão bị thương mà. Và thăng 8.220, không sao đâu. Và thăng 8.221 tạ tinh lan trần an tạ trì. Bàn tay cầm chuôi kiếm vì dùng sức mà trắng bạch hắn chống kiếm đứng dậy thử nín thở nhưng con cương thi kia vẫn lao về phía hắn như cũ nín thở đã vô dụng với cương thi cương thi có được tinh phách cũng có được thị lực tuyệt hảo của yêu tinh phương pháp vốn đủ để ứng phó với cương thi bấy giờ không có một chút tác dụng nào cả tạ tinh lan nhanh chóng lui về phía sau tránh né một đòn tấn công vô cùng nguy hiểm liếc mắt nhìn nghiêm kính và thăng 8.220 đi thôi và thăng 8.221 hắn vội vã gieo hai hồi chuông bịt vết thương trên vai lại chạy nhanh về đầu con ngõ bên tai là tiếng mưa gào gió rít bộ phim có thể over bất cứ lúc nào và thăng 8.230 kích thích vãi trưởng nghiêm kính muốn đuổi theo hai chân không ngừng run rẩy động tác vô cùng chậm chạp cương thi dần dần tới gần đầu gối của cậu lại dần khuỵu xuống tạ chi là người nên không cảm thấy chỉ có cậu biết cương thi này mạnh cỡ nào thậm chí cậu còn có cảm giác muốn quỳ xuống đó là sự sợ hãi với giống loài từ trong gen cậu và tạ chi vốn không thể địch nổi trong mắt nghiêm kính răng đầy sự tuyệt vọng quay đầu nhìn tạ chi vì bị thương mà đi lại nặng nề lại đột nhiên dâng lên hy vọng chỉ cần là tạ chi bất cứ chuyện gì cũng có khả năng. cho dù bây giờ anh ấy đang bị thương rất nặng, mạng của cậu cũng là được tạ trì cứu vớt khi không còn một chút khả năng nào cả. từ và thăng 8.220 oán linh váy đỏ và thăng 8.221 cho tới và thăng 8.220 người yêu cương thi và thăng 8.221 tạ trì vẫn luôn là người tạo nên kỳ tích, bất kể kẻ địch trước mặt mạnh tới nhường nào anh vẫn có cách để chiến thắng. Cậu tin tưởng, tạ trì còn hơn cả bản thân mình. Nhất định tạ trì sẽ sống sót. Đây là niềm tin mới của nghiêm kính. Nghiêm kính ngẩng đầu lên. Dũng cảm nhìn về cương thi âm trầm đáng sợ trước mặt. Cậu được tạ trì cứu. Bây giờ là lúc để cậu báo đáp tạ trì. Tạ tinh lan dừng lại nhìn nghiêm kính và thăng 8220A còng thăng đô la. Và thăng 8 mốt nghiêm kính từ từ chống gối. Cố gắng đứng thẳng, quay người hô to với tạ trí. Và thăng 8.220, cậu ấy bảo anh đi đi. Cậu ấy sẽ giữ chân. Và thăng 8 mốt tạ trí nói. Và thăng 8.220, anh à, đi thôi. Và thăng 8.221, nghiêm kính thấp bé cản đường cương thi lại. Lần đầu tiên cậu không cần nghe tiếng chuông, cũng có thể dũng cảm đối mặt với kẻ địch. Cương Thi duỗi tay ra túm lấy cậu, Nghiêm Kính nhảy bật lên, ôm lấy cánh tay Cương Thi, bám chặt lấy nó, mặc cho Cương Thi nổi giận vung tay thật mạnh. Tạ Tinh Lan cũng không nhiều lời, gật đầu với cậu ta một cái và thăng 8220, đợi tôi và thăng 8221. Nhanh như bay, Tạ Tinh Lan biến mất khỏi con ngõ u ám sau lưng vang lên tiếng nghiêm kính bị đập mạnh vào vách tường. hết tiếng này tới tiếng khác, cứ và thăng tám nghìn hai trăm ầm ầm và thăng tám nghìn không ngừng. không ngớt những tiếng đổ vỡ từ khu dân cư ở gần đó. trung quanh là tiếng người gào thét thảm thiết và thăng tám nghìn cương thi và thăng tám nghìn và thăng tám nghìn cứu mạng và thăng tám nghìn Tạ trì, và thăng 8.220, anh à. Anh cho em một chút thời gian, và thăng 8 mốt Và thăng 8.220, hiểu rồi, và thăng 8.221. Và thăng 8.220, đừng để bị bắt. Bị đẩy lui cũng được, nhưng không thể để bị bắt, và thăng 8.221. Cương thi mạnh hơn cả hoạt cương. Hoạt cương cắn Việt Tu Minh. Việt Tu Minh lập tức biến thành Cương Thi. Càng không nói đến Cương Thi hiện tại. Chỉ cần Cương Thi bắt được Tạ Tinh Lan. Anh sẽ bị biến thành Cương Thi ngay lập tức. Và thăng 8.220, biết rồi, và thăng 8.221. Cương Thi phía sau cuối cùng cũng đánh đuổi được nghiêm kính. Nhảy lên đuổi theo. Nó chỉ cần nhảy nhẹ nhàng một cái. Mà có thể vượt qua hai tòa nhà. Cương Thi vốn không màng điểm rơi nó vừa rơi xuống nóc nhà lập tức vang lên tiếng phòng ốc sụp đổ vô số người còn chưa kịp hoảng sợ hét lên đã phải chết thảm càng ngày càng nhiều người ùa ra đường trông thấy cương thi bị dọa đến độ hồn bay phách tán chạy thoát thân khắp nơi cảnh tượng nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn con đường vốn rộng rãi trước mặt bởi vì dân chạy tán loạn khắp nơi đột nhiên trở nên chật trội tốc độ chạy của tạ tinh lan cũng giảm đi đáng kể. Còn phải đề phòng có người đụng vào mình. Cương thi ở phía sau vẫn nhanh chóng nhảy theo. Thi thoảng dẫm chết mấy người. Hoặc vô tư cắn mấy người khác. Đúng như tạ trì dự đoán. Những người bị con cương thi kia cắn phải. Lập tức biến thành cương thi. Bắt đầu cùng boss cương thi đuổi theo tạ tinh lan. Chỉ trong chốc lát, phía sau lưng tạ tinh lan đã có mười mấy con cương. Thi đuổi theo. Boss dẫn đầu, ở gần hắn nhất, Tạ Trì nhanh chóng suy nghĩ, nhất định phải có cách, nhất định phải có, nếu Cương Thi chỉ mạnh hơn hai người họ có một chút, như vậy nhất định dựa vào trí tuệ và khả năng chiến đấu để giành chiến thắng. Nhưng Cương Thi đã mạnh hơn họ nhiều như vậy, bộ dạng hoàn toàn áp đảo, như vậy nói rõ, nhất định có tin tức mấu chốt nào đó trong phó bản, có thể giúp họ chiến thắng Cương Thi. Tạ chỉ nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện từ đầu phim đến giờ. Trong đầu lóe lên tia sáng. Anh biết rồi, cương thi sau lưng lại dẫm chết một người. Bắt về phía tạ tinh lan. Tạ tinh lan đã dự cảm được. Bổ nhào một cái, vất vả lắm mới có thể tránh né được. Nhưng vẫn bị chấn động văng ra ngoài. Mắt thấy sắp rơi mạnh xuống đất. Tạ tinh lan trở mình. Hòa hoãn lực đạo, bỏ dậy nhanh chân chạy đi sau lưng nghiêm kính đuổi tới. Lại tiếp tục giữ chân cương thi. Tạ trì vội la lên, và thăng 8220, sĩ nữ lâu. Anh à, tới sĩ nữ lâu, đi tìm đạo trưởng Liên Khê, và thăng 8221. Và thăng 8220, được rồi, và thăng 8221. Con đường phía trước bị bầy. Tám cương thi ngăn chặn. Bọn chúng ngửi thấy nhân khí ở phía bên đây sau lưng lại là boss cương thi vẫn theo bọn họ không bỏ. Tạ Tinh Lan nhìn bốn phía, xông lên vào nhà dân bên cạnh, thấy đúng thời cơ, phá cửa sổ lao ra ngoài, thuận tiện tới bên kia đường, trốn đông trốn tây 5 phút, cuối cùng sĩ nữ lâu xa hoa cũng gần trong gang tắc. Tạ Tinh Lan muốn xông vào, boss từ một căn nhà dân sau lưng nhảy bật lên, túm lấy Tạ Tinh Lan, Tạ Tinh Lan cắn răng, không chút do dự ném thanh kiếm gỗ đào trong tay ra khoảng không cương thi dừng lại mấy giây tạ tinh lan thuận lợi vào sĩ nữ lâu thanh kiếm gỗ đào kia xem như dùng xong ném đi tạ tinh lan nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh sĩ nữ lâu trông thấy đạo trưởng liên khê đạo trưởng liên khê đang nằm trên bàn ngủ ngáy khò khò tạ tinh lan tiến lên đá ông ta từ trên bàn xuống trong khi đạo trưởng liên khê đang gào lên đầy đau đớn kéo ông ta xuống dưới bàn. Bản thân mình cũng tránh vào trong đó. Một giây sau, sĩ nữ lâu lớn như vậy không hề có dấu hiệu báo trước mà lại sụp đổ. Xà ngang đỏ son và mái nhà rơi ầm ầm xuống. Tạ tinh lan chật vật trống lên một thanh xà ngang lớn. Mở u bàn tay bị hòn đá đột nhiên rơi xuống đập đến mức máu chảy đầm đìa. Hắn đau đớn thốt lên một tiếng. Rút hòn đá ra kéo đạo trưởng liên khê trốn vào không gian trống dưới sàn ngang thở hồn hển đá vụn và ván gỗ không ngừng rơi xuống chiếc bàn gỗ yếu ớt trước đó họ trốn vào lập tức bị đập vỡ nát đạo trưởng liên khê nhìn toàn bộ cảnh tượng xảy ra trước mặt còn chưa kịp hoàn hồn lại nuốt nước miếng cái ực nếu tạ chi kéo ông muộn một giây có lẽ kết cục của họ giống như cái bàn kia và thăng 8.220, tạ trí Cái này, cái này, và thăng 8.230, và thăng 8 mốt đạo trưởng liên khê choáng váng. Bờ môi run bần bật. Và thăng 8.220, ngậm miệng lại, và thăng 8.221. Tiêu tốn nhiều thể lực. Gương mặt tạ tinh lan tái nhợt. Hai người trốn dưới xà ngang rắn chắc. Hắn tỉnh táo nhìn bốn phía xung quanh kéo ván gỗ vỡ nát và đá ra chắn trước người họ che khuất toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài nhìn vào không ai biết có hai người ẩn núp trong đây khắp bên ngoài là dân trong trấn nhân khí nhiều lại hỗn loạn cương thi nhất thời không thể tìm được bằng khứu giác bọn họ trốn ở đây chỉ cần có thể tránh ánh mắt boss cương thi boss nhất định cần thời gian để tìm bọn họ nhưng khoảng thời gian này sẽ không kéo dài bởi vì còn có rất nhiều cương thi khác hỗ trợ tìm kiếm. Và lại cương thi cắn người. Số lượng cương thi chỉ ngày một nhiều lên. Tình cảnh của bọn họ càng ngày càng khó khăn. Tạ chi đổi về, hỏi đạo trưởng Liên Khê. Và thăng 8220, tôi hỏi ông, và thăng 8221, tạ chi thở hồn hền. Đôi chân thon dài hơi khom lại. Xé vải ở ống quần xuống. Buộc vết thương trên mu bàn tay mình lại cùng một thân thể với Tạ Tinh Lan, anh mới biết được suốt cuộc đau đớn tới nhường nào. Tạ Chi cắn chặt răng, thở nặng nề và thăng 8.220 thuật tá pháp dùng thế nào và thăng 8.221. Đây là cách mà Tạ Chi tìm được để phá giải tình cảnh. Đây cũng là tin tức duy nhất còn chưa được tiết lộ trong bộ phim. Cuối cùng đạo trưởng Liên Khê cũng hoàn hồn lại sau một chuỗi sự việc đôi mắt ánh lên sự cảnh giác và thăng 8.220 cậu muốn biết để làm gì và thăng 8.221 và thăng 8.220 bên ngoài là cương thi cương thi có thể hủy diệt cả chấn hoài oa và thăng 8.221 lúc ấy đạo trưởng liên khê mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và thăng 8.220 sao lại như vậy và thăng 8.221 giọng tạ chỉ yếu ớt và tháng 8220, con cương thi phụ tử đồng quan kia chạy ra. Còn dung hợp với tinh phách và tháng 8221. Đạo trưởng Liên Khê nghe thấy tinh phách, sắc mặt đột nhiên tái nhợt và tháng 8220, xong rồi xong rồi xong thật rồi và tháng 8221. Ông không ngừng lẩm bẩm câu này, hiển nhiên cũng biết được sốt cuộc cương thi có tinh phách mạnh tới nhường nào trái tim tạ chỉ đột nhiên chịu xuống. Đạo trưởng Liên Khê đang lãng phí thời gian quý giá. Tạ Tinh Lan đột nhiên ra tay. Bóp lấy cổ đạo trưởng Liên Khê và thăng 8220. Tôi chỉ hỏi ông. Rốt cuộc dùng thật tá pháp như thế nào? Tôi không giữ phế vật lại và thăng 8221. Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt dữ dằn, trái tim đạo trưởng Liên Khê rung lên một cái. Cuối cùng cũng bừng tình bắt đầu cố gắng nhớ lại thật tá pháp. Càng nghĩ sắc mặt càng tái nhợt, lòng nóng như lửa đốt và thăng 8220, không, không thể nào. Tôi biết cậu muốn dựa vào thật tá pháp để chiến đấu với cương thi. Nhưng chúng, ta không thể nào mượn đủ pháp lực được. Chúng ta chỉ còn hai người, muốn đánh thắng con cương thi kia. Chỉ ít cần năm người mượn pháp thuật mới được. Còn là 5 người phải thỏa mãn được điều kiện hà khắc và thăng 8 mốt Và thăng 8.220, tôi hỏi ông hai người có được hay không? Và thăng 8.221, tạ tinh lan giữ dần nói. Và thăng 8.220, cậu, cậu đừng kích động. Để, để tôi suy nghĩ. Và thăng 8 mốt cuối cùng đạo trưởng Liên Khê cũng tỉnh táo lại. Bắt đầu vắt óc nghĩ cách. Đạo trưởng Liên Khê không sợ chết, ông sợ cương thi gây họa hại dân trong chấn, cho nên cho dù chỉ có một phần một vạn hy vọng, ông cũng phải tiêu diệt cương thi, như vậy mới không phụ lòng sư phụ ông ở dưới suối vàng. Trong lúc chờ đợi, cảm nhận được tạ tinh lan đang hết sức mệt mỏi, tạ chỉ nhẹ nhàng nói, và thăng 8.220, anh à, anh đi nghỉ ngơi một lát. Em không sợ đau lắm và thăng 8221. Tạ Trì dừng lại một chút và thăng 8220, em sợ anh đau hơn và thăng 8221. Và thăng 8220, tiểu Trì à và thăng 8221. Trái tim Tạ Tinh Lan run lên. Đang định nói gì đó, Tạ Trì đã lao ra, một lần nữa chiếm cứ thân thể. Đạo trưởng Liên Khê suy nghĩ áng chừng nửa phút lập tức bừng tình bắt đầu sờ lên người mình và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi tìm gì vậy và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt tạ trì hờ hững hỏi đạo trưởng liên khê sờ một lượt không thấy sắc mặt tái nhợt và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi cậu có thấy bắt quái của tôi đâu không và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt và thăng 8220, không, và thăng 8221, tạ trì cho mày. Và thăng 8220, ông tìm bát quái làm gì? Tôi có bát quái, bát quái tinh chế có được không, và thăng 8221. Anh đang định lấy chiếc bát quái tinh chế trước đó đạo trưởng liên khê cho mình ra. Đạo trưởng liên khê lắc đầu nguầy nguội, mồ hôi lạnh chảy dài. Và thăng 8220, không được. Bát quái này không được, cấu tạo khác nhau, thuật tá pháp chỉ bát quái của tôi mới làm được, và thăng 8 mốt Trái tim tạ chỉ treo lên, và thăng 8.220, thế bát quái ông đâu, và thăng 8 mốt Đạo trưởng liên khê nhắm mắt hồi tưởng lại một giây, gương mặt đột nhiên không còn chút huyết sắc nào cả, và thăng 8.220, xong rồi. Tôi nhớ ra rồi, lúc cậu kéo lấy tôi. Bát quái từ trong ngực rơi xuống đất. Lúc ấy tôi vừa tỉnh ngủ chưa kịp phản ứng. nên không nhặt lên, và thăng 8.221. Gương mặt tạ chỉ tái mét, và thăng 8.220, chúng ta phải ra ngoài tìm bát quái à, và thăng 8 mốt và thăng 8.220, ừ, và thăng 8 mốt đạo trưởng liên khê cuống như kiến bò trên chảo nóng và thăng 8220, thuật tá pháp nếu không phải bát quái kia thì không thể, và thăng 8221, cách đó không xa vang lên tiếng cương thi nhảy. Gương mặt tạ trì tái mét, đưa tay bịt miệng đạo trưởng liên khê lại, bản thân anh cũng nín thở. Mười mấy giây sau, tiếng nhảy qua đi, tạ trì và đạo trưởng liên khê lại nín thở thêm 10 phút nữa. Đến khi tiếng nhảy hoàn toàn biến mất, mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chỉ là mấy con cương thi cấp tháp. Tình hình càng ngày càng tệ. Nguy hiểm ngày một cận kề. Có thể chết bất cứ lúc. Nào, tạ chỉ hỏi và thăng 8220 nếu có bát quái. Chúng ta nên làm thế nào và thăng 8221. Đạo trưởng Liên Khê bị ảnh hưởng bởi sự bình tĩnh của tạ trí. Nói nhanh như bay và thăng 8220 thuật tá Pháp là thuật mượn Pháp lực từ ngũ hành trong thiên địa vạn vật trên thế gian đều có thể chia làm ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi bát quái có tám cạnh tương ứng với càn đoài ly chấn tốn khảm cấn khôn trong ngũ hành càn đoài là kim khôn cấn là thổ chấn tốn là mộc khảm là thủy ly là hỏa tám cạnh của bát quái chia ra vừa ứng với ngũ hành và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt chỉ có hiểu biết nhất định về bát quái và ngũ hành, nhanh chóng nhớ lại và thăng 8.220, sau đó thì sao và thăng 8.221. đạo trưởng liên khê và thăng 8.228 cạnh của bát quái ứng với ngũ hành, cho nên có thể thông qua bát quái để mượn lực ngũ hành và thăng 8.221 và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi vậy tại sao không phải bát quái của ông thì không được và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt tạ chỉ lấy chiếc bát quái của mình ra bát quái của anh cũng có tám cạnh đạo trưởng liên khê nói và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi bát quái có thể mượn ngũ hành nhất định phải để càn đoài kim khôn cấn thổ chấn tốn mộc khảm thủy ly hỏa một bên có một lỗ nhô lên nối liền với rãnh trong bát quái để phân chia và thăng 8.221 và thăng 8.220 người mượn lực ngũ hành cần đè ngón tay lên cái lỗ đó để máu chảy vào trong rãnh bát quái nếu người đó đủ điều kiện phía bên kia của bát quái sẽ sáng màu tương ứng với ngũ hành đó như vậy người đó mới mượn được pháp thuật và thăng 8.221 và thăng 8.220, vậy tại sao không phải 5 người thì không thể? Ông nói điều kiện hà khác, là điều kiện thế nào? Và thăng 8.221 tạ chi càng nghe càng nhíu chặt hàng may lại. Và thăng 8.220, vạn vật đều có ngũ hành. Con người cũng thuộc về vạn vật, cho nên cũng có ngũ hành. Ví dụ như tôi là hành thổ, có khi chất tôn kính thần Phật, trung hậu đối đãi mọi người có sự khoan hồng độ lượng của người thuộc hành thổ và thăng 8221. Và thăng 8220, trước kia trẻ tuổi nông nổi, từng dấu sư phụ dùng cấm thuật, may mắn mượn được pháp thuật hành thổ và thăng 8221. Đạo trưởng Liên Khê nhìn trong chọc tạ trì một chút và thăng 8220, nhìn tướng mạo cậu. Khả năng cao là người thuộc hành mộc, người hành mộc dáng người mảnh khành giọng nói nhu hòa, dáng vẻ tuấn tú, nhưng nói về tính cách, cậu chắc chắn thuộc hành thủy, linh hoạt nhạy bén, quỷ kế đa đoan, nhưng bình thường mà nói, một người chỉ có thể chiếm được một, hoặc cùng lắm là hai hành và thăng 8221. Và thăng 8220, vì sao? Và thăng 8221. Và thăng 8220, vì ngũ hành tương khắc. Ví dụ như thủy khắc hỏa, trên một người không thể có hai tính cách rõ rệt của hai ngũ hành trái ngược. Cho nên chúng ta không thể mượn đủ pháp thuật được và thăng 8221. Sắc mặt đạo trưởng Liên Khê xám xịt và thăng 8220, chỉ cần cậu thuộc hành thủy thì không thể là hành hỏa. Tôi thuộc hành thổ, dù có mượn được pháp thuật của hành thổ. Tôi với cậu là hai người, chúng ta không thể góp đủ ngũ hành được. Huống hồ chưa chắc liệu cậu có được chấp nhận hay không, và thăng 8 mốt Đạo trưởng Liên Khê vùi mặt vào lòng bàn tay. Ủ rũ nói, và thăng 8.220, trên thực tế. Tôi từng vô số lần triệu hoán hành thổ, nhưng sống 70 năm, chỉ thành công một lần, và thăng 8 mốt Tạ trì chấn động trong lòng bàn tay không tự chủ siết chặt lại và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi tôi và ông là hai hành hoặc ba hành không được sao và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi không được và thăng tám nghìn hai trăm hai mươi mốt đạo trưởng liên khê gần như tuyệt vọng mộc chủ sinh mệnh mượn được pháp thuật của hành mộc trong quá trình chiến đấu vết thương của cậu không ngừng khép miệng ngũ hành tương sinh thủy sinh mộc Thủy càng mạnh, mộc càng hiệu quả, khả năng chữa lành càng tốt hơn. Thủy ngoài việc giúp ích cho mộc, còn có tác dụng làm lá chắn che chở, có thể kết thành khiên bảo vệ trên người cậu thổ sinh kim, kim chủ về sát phạt, kim càng mạnh, ý chí sát phạt chiến đấu càng mạnh, tổn thương càng lớn và thăng 8.221 và thăng 8.220 nếu chúng ta hết sức may mắn mượn được mộc thủy thổ chỉ có thể đảm bảo hai chúng ta tạm thời không có trở ngại gì. Chúng ta có mộc chữa lành, thủy làm khiên chắn, nhưng chúng ta không thể tấn công được. Chúng ta thiếu một nhóm quan trọng nhất và thăng 8221. Tạ trì nghe lời ông nói cũng hiểu được. Anh và đạo trưởng Liên Khê có thể làm hai người phụ trợ. Nếu may mắn mượn được pháp thuật, chỉ có thể đảm bảo họ tạm thời sống sót, nhưng không thể đánh bại cương thi. Một khi năng lực ngũ hành biến mất, bọn họ chỉ có một con đường chết và thăng 8 ,221. Sắc mặt đạo trưởng liên khê trắng bệch và thăng 8.220, hỏa chủ về diệt phá Thế lực mạnh mẽ, chỉ khi mượn được hỏa, chúng ta mới có thể chiến thắng con cương thi kia và thăng 8 ,221. Lời tác giả, tạ tinh lan, chỉnh cho đúng, chúng ta có ba người